Bạn đã giơ tay lên. Và bây giờ làm sao? Con có muốn làm một bông hoa to như của mẹ không? Có. Vân con. Có bông hoa to đúng này. Con đi. Đây con lấy nhá. Con nhìn đây, con nhìn đây nhá, mẹ bỏ cái nhụy ra này. Đấy, bây giờ con chỉ cần lấy màu con đặt vào thôi. Màu đen. Ừ, màu đen này. Màu trắng. Màu trắng này. Mỗi thứ một cái thôi, mỗi thứ một cánh. Màu biển. Màu xanh nước biển. Đây, màu đỏ. Màu đỏ. Màu vàng. Màu vàng, ok. Một cái tròn. Rõ, ok, để con xếp đi. Vân con. Đấy, con đặt đúng theo chiều này đi. Vân con đi. Đấy, con nhìn thấy chưa? Con chỉ cần đặt theo chiều thôi. Như này theo chiều này. Có xếp này không? Oh, bạn này có theo chiều không? Không theo chiều thì mình cho bạn ấy theo chiều. Wow. Yeah. Vậy là mình có mấy bông hoa? Mình có 4 bông hoa. Có mấy bông hoa to? Có mấy bông hoa to? Thành gì? Thành gì? Tinh. Vậy thành gì? Thành bông hoa. Bông hoa. Thành bông hoa mẹ không có nhị. Nhìn được chưa? Nào, thế thì mình có mấy bông hoa to nhỉ con nhỉ? Mà xong, mình có mấy bông hoa to, con nào mình có mấy bông hoa to? Ba. Mấy bông hoa to? Bốn. Mấy bông hoa to? Năm. Chỉ vào những bông hoa to nào. Sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mấy bông hoa to? Hoa to đâu? Chỉ vào bông hoa to này. Con muốn sống với các bạn không? Con có câu chuyện gì để kể với các bạn về những bông hoa này không? Đấy, bông hoa này thì sao? Bông hoa này bạn ấy cần gì nhỉ con nhỉ? Bông hoa này cần gì để bạn ấy cần gì để bông hoa này như thế này? Bông hoa nhỏ ăn nhiều nụ nha, từ nụ này. Bạn ấy lớn lên, bạn ấy lớn. Mọi người phải lăn trước. Mọi người tạm biệt hoa nhé.